Các bạn ơi, cảm thọ lạc tràn đầy. Sáng nay rang quấy tương. Cái chum này đựng được khoảng 19-20 lít. Cái hũ này chắc nhà mình phải mua một cái. Nó to lắm các bạn ạ, phải đựng được 10 lít. Và thú vị nhất là cái que. Cái que đảo tương này này là được chế tác từ một cái đoàn gánh của cái loại quang gánh xinh xắn này này. Đó, hôm nay tôi mua xong là tôi định không lấy cái này thì cái cô Tân cô bảo cứ lấy về cho cháu. Thế là lấy về thì tôi sửa lại, tôi ngồi tôi vót lại này. Trời ơi, nó vừa sinh với cái chương trình của mình quá, cứ như là có được sự sắp đặt của tạo hóa. Này. 70 phân. Cái chum này thì cao 40 phân. Trời ơi, lộc sinh vô cùng, vừa mới khuấy xong và vừa rửa xong mà bây giờ để cho nó khô lại. Tuyệt vời, ở nhà tôi cũng có những cái que đảo tương của những cái chum ngày xưa 200 lít, bây giờ còn giữ được hai cái. Như là cái đoàn gánh ấy. Tuyệt vời lắm đấy. Mà hôm nay vị của tương đã rất là ngon rồi các bạn. Tôi vừa nếm xong, tôi vừa rửa cái này úp vào trong kia xong. Đấy. Cái vị ngon lắm, dứt khoát là các bạn phải cho bột đọt dứa M nhá, gồm sung này, đu đủ này, mấy đọt dứa mà thầy Tuấn nói đấy, Tuấn Tích Ca ấy, học đại học vi sinh có khác, cả nhân dân Việt Nam được nhờ đây này. Thì không biết tất cả những cái chương trình các bạn học đại học vi sinh ra thì có ai ra đời làm được cái hiệu quả gì cho cuộc sống không, chứ một mình bạn này là làm hiệu quả cho toàn bộ cả cái ngành thực dưỡng Việt Nam và thế giới. Tuyệt vời. Rất tiếc là không có các bạn Nhật để tôi mời những cái món tương cổ truyền. Ngay cả ông bà Ấn Độ cũng thế, chưa bao giờ được ăn tương cổ truyền, thế mới lạ, toàn quên thôi không nhớ. Tuyệt vời, họ mà được ăn cái tương này chắc là họ về họ bỏ cái tamari với lại miso của họ sang bên. Không phải, vì ăn cái này nó vừa phải. Enzyme của nó cũng, bởi vì là cái độ cái ngọt từ gạo nếp nó rất là nhiều. Đây các bạn nhớ nhá, là Hải Thượng là Đông nói nguyên văn thế này này. Trung Quốc cũng có tương, Nhật Bản cũng có tương. Nhật Bản cũng có tương, Trung Quốc cũng có tương. Và bây giờ chúng ta biết thêm là Hàn Quốc có tương. Một số nước Đông Nam Á. Nhưng mà tương của ta ngon hơn. Nguyên văn câu nói của Hải Thượng Lãn Ông nhá. Chứng tỏ ngài cũng được nếm hết tất cả các loại tương rồi. Ở bên Hàn Quốc nó gọi là thuen rằng, là một loại tương. Ở bên Nam Trung Quốc họ gọi là tàu xì, mìn xì. Nó tương đương với miso. Và cái gì quên rồi, còn có lã sáng sấu. Sáng sấu thì gần giống tamari, cũng ngon cực kỳ luôn. Lâu lắm rồi không nhập sáng sấu về bán, chứ cách đây 25 năm là chúng tôi có bán sáng sấu nữa. Ngon. Rất là ngon. Nhưng mà hình như tương của ta ngon hơn. Nhưng mà tương của ta thì hình như là nặng mùi ấy. Nó có phong cách của nước mắm. Mùi, nhưng mà các bạn ăn quen cái tương cổ truyền này rồi thì chả thích ăn cái tương nào khác thật sự ấy. Nhưng mà để chế biến món ăn thì quả thực là tương cổ truyền chế biến món ăn, làm món ăn, một số món ăn thì rất là hợp. Còn một số món cho tương cổ truyền là nó không hợp. Trừ phi các bạn nghiện ngập với tương cổ truyền, đắm chìm và quen lâu ngày thì sau đó ăn cái gì cho tương cổ truyền mà các bạn thấy bình thường. Còn nếu không là cũng phải tập. Tuy nhiên cái mùa hè này mà các bạn có cái tương cổ truyền này mà các bạn nấu canh rau muống, tương gừng. Bạn xào rau muống lên xong bạn cho xí xí muối thôi, không còn sau đó là các bạn cho tương cổ truyền và mà gừng thì nó có một cái món ăn ngon cho mùa hè. Tuyệt vời đấy.